Úi giời. Con người xưa này chém như một vị thần đấy. Ua. Ua. Nhện sao chạy luôn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay mình sẽ show cho các bạn một cái mod mà nó cực kỳ kinh tởm luôn. Thì cái mod cực kỳ kinh tởm đấy có tên là gì? Thì cái mod này mình không biết tên, tuy nhiên là nó có một cái loại vũ khí cực kỳ kinh khủng. Vũ khí này có thể chém được tan nước ra đấy các bạn. Đã bao giờ chơi Minecraft mà các bạn có thể cầm một cái vũ khí mà các bạn chém một phát tan nước ra chưa? Và ở cái mod này ấy, nó có những cái con Iron Golem đi khắp mọi nơi đấy. À, những con Iron Golem đấy chỉ là những cái con gọi là bình thường thôi. Thấy không? Có rất là nhiều những cái loại nó hay ho ở đây nữa. Những con gọi là Iron Golem ấy chỉ là những cái con mà nó ở cái map này để cho nó đẹp thôi. Bởi vì có những con quái vật nó kinh khủng đến mức là nó chỉ cần liếm một phát thôi là chết con Iron Golem luôn. Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem những cái con quái vật kinh khủng ở trong Minecraft. Đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem cái kiếm cái kiếm lọt khỏi vòng pháp luật này, nó có thể chém tan cả nước ra luôn. Bạn nhìn nhá, mình sẽ chém cho các bạn xem. Băng, mình sẽ xuống nhặt một lốc nước cho bạn nhìn này. Đấy, sau khi chém được nước ra nó sẽ ra hẳn cái block nước luôn. Đấy, thấy chưa? Đó, mình có thể đặt block nước ra đây cho các bạn xem. Đó, chất chưa? Đó, không phải đùa đâu, cái kiếm này chém bang ra cả block nước. Rồi mình có thể chém một phát vỡ 4-5 mảnh nữa. cái kiếm này ở trong Attack of the Titan, hình như là cái mod này là mod Attack of the Titan luôn hay sao ấy. Ok, các bạn muốn mình chơi sinh tồn ở mod này không? Bạn nhìn chưa? Chặt một phát ra một đường luôn. Đó. Thấy chưa? Cái mod này là mod siêu khủng á. Bạn có thể chặt một phát nó ra một đường luôn. Những cái con như gọi là con Iron Golem mà chặt cái không biết tại sao nó chết luôn. Thấy chưa? Những con này nó rất là trâu như bạn biết đấy. Nó rất là trâu luôn, tuy nhiên là chỉ cần một hit thôi là chết. Thì những cái con Iron Golem nó chỉ là mấy cái con gọi là phụ trợ trong này thôi. Trong này nó có những cái con quái vật nó gọi là kinh tởm hơn rất là nhiều. Để mình đi một vòng xem có thấy con nào không nha. Nếu mình đi một vòng mình thấy con nào thì mình sẽ cho các bạn xem. Ờ mà sao tự nhiên đứng thế này. What? What? What nặng các bạn đứng à? Lâu lâu nó thế các bạn. Đợi tí nữa. Ok, bình thường trở lại chưa? Ok, nó bình thường trở lại, nó đang load map thôi mà, cho nên nó hơi lắc. Sao đây toàn ngựa này, không có con quái vật nào? Đây toàn ngựa đấy các bạn ạ. Đây con ngựa gì bẩn vãi. Đồ vằn. Ok, thì mình sẽ tạm thời cất cái kiếm này đi, nó hơi to và dài. Nó sẽ hơi che tầm nhìn tí. Thấy là trong cái mod này nó có sẵn mấy con Iron Golem luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống, mình mở cho bạn xem một số loại đây một số bộ đồ đặc biệt đây, mình sẽ cho các bạn xem bộ đồ đặc biệt ở trong cái trò này. Đó, có rất là nhiều loại vũ khí khác nhau á. Vũ khí ở đây là vũ khí ơ chết quên mất cái vụ này. Vũ khí ở trò này là toàn vũ khí tớm đấy các bạn ạ. Đó các bạn, sau khi mặc cái bộ đồ này vào thì không còn gì để nói nữa, nhưng mà nó kêu quá cho nên mình đành phải cất đi. Bạn có thể nghe nó kêu quá cho nên là mình quyết định là mình sẽ không xài. Rồi bây giờ mình sẽ các bạn xem một số loại vũ khí này. Bạn thấy cái kiếm chưa? 1 tỷ sức tấn công. Cái kiếm này cũng chém được đất luôn. Không biết cái kiếm này có chém được nước không ta? Để mình thử từ xuống mình xem chém được nước không nhá. Cái kiếm này 1 tỷ sức tấn công các bạn ạ. Vãi. Không biết là theo các bạn là cây kiếm nào mạnh nhất trong Minecraft. Cái kiếm 1 tỷ sức tấn công chém được nước. Cái kiếm này không chém được nước. Cái kiếm này mới chém được nước này. Kiếm này chém được nước. Còn cái kiếm kia chém không được nước. Kiếm này chém không được nước, cái kiếm cứ bắp. Đó. À, cái diều này có 1 tỷ. Ôi dồi. Mấy con đồ toàn 1 tỷ sức tấn công đấy các bạn ạ. À mấy cái đồ này thì cùi hơn này. Mấy đồ này có 1.000 sức tấn công thôi. Chắc đồ này là làm từ cái Amatit à? Rồi Amadium này. Ghê vãi. Mấy cái đồ này là Mấy thằng Steam bình thường vào nó đấm cho phát chết nhỉ. Ghê vãi. À mấy cái đồ này 50 sức tấn công này. Cài càng cùi các bạn ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một số loại quái vật. Những con quái vật gọi là to và khổng lồ nhất ở trong trong đây. Đây có rất là nhiều loại quái vật ở dưới đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây mấy cái With the
Zilla, Ultima. Đây là toàn là những cái con gọi là bá nhất đấy. Nó có thể phá tan cái map bất cứ lúc nào. Thì thế các bạn hãy gọi là bình tĩnh, tự tin trước khi xem. Đầu tiên là mình sẽ spawn ra con zombie. Mình nghĩ là mình cầm theo một cái kiếm các bạn ạ. Nếu may là nó có phá hoại quá thì mình bột nó chết luôn. Rồi, mình cầm cái kiếm này theo nhá. Đầu tiên mình sẽ cái lồng gì thế? Hình như mình đang ở trong người nữa các bạn ạ. Ui nó đâu rồi? Con gì thế này? Như gọi mưa. Hình như mình gọi mưa ra hay sao đó các bạn ạ. Cái con này là con nó bay lên trời rồi. Mình không hiểu nó là cái gì đó. Tuy nhiên là mình không hiểu nó là cái gì. Tuy nhiên hình như là không để bình yên được với con này hay sao. Thôi mình đi ra chỗ khác, mở con khác vậy. Vãi. Con gì kinh nhỉ. Con đấy hình như nó tạo mưa được hay sao á. Tạo mưa, tạo tuyết hay sao á. Nhưng gọi cái đấy ra là có tuyết. Ghê vãi. Nó nói cái gì á, nó xàm xám gì á, vãi thật. Ok, mình sẽ đi xuống đây, mình sẽ wear the clear. Chết. Ghê vãi. Gọi nó ra cái thôi. Không tạnh mưa đâu này. Nó đâu rồi? Mình ở xa lắm rồi mà ta. Mình vẫn ở trong tầm ảnh hưởng à. Các bạn thấy ghê chưa? Gọi ra cái mưa khắp trốn luôn. Không thể tắt mưa được. Ok, mình sẽ gọi con khác ra vậy. Chứ con đây là nó bá rồi. Mình gọi ra dính mưa luôn. Vãi thật. Ultimate Golem. What the fuck. Ủa, nó to vào hòn đảo luôn các bạn ạ. Vãi. Trời ơi. Con Golem nó to vào hòn đảo luôn. Dập cái gì ạ. Trời, nó đi kìa. Hình như nó đi cái nó thả đẻ con ra sao ấy. Đây mình sẽ gọi Gas Titan. Ồ, đúng rồi, nó thả con ra này. Vãi. Đây mình sẽ gọi Gas Titan ra để đánh solo với cái con Iron Golem đấy các bạn. Nó dập một cái ra một con này. Để xem đại chiến giữa hai người khổng lồ để xem nó thế nào nha. Ok. Đúng. Wow. Con gác to thế. What the fuck. Mình đang ở trong người con gác. Ui. Cái lồng gì đấy. Ui rồi. Vãi. Vãi, con gác nó to gấp 2 lần kia luôn. Kìa. Kinh khủng. Rồi. Hai con đang vả nhau. Vãi. Con kia nó cao quá. Con kia ở trên cao quá. Con Iron Golem không làm gì được. Với cả con gác này nó to quá. Vãi. Ha một. Rồi. Vãi. Trời, nó bắn kìa. Trời ơi. Vãi. Ui. Nó bắn tới đâu nổ nhà tới đấy. Vãi cả nồi. Kìa. Vãi thật các bạn nhìn này. Nó bắn nát hòn đảo luôn. Mà con này với không tới nó. Rồi, trận đấu không cân sức các bạn ạ. Bình nhiên không được rồi. Bình nhiên nó đánh nhau luôn. Với con này bình nhiên là nó quất nhau luôn các bạn ạ. Mà cái con người sắt này cũng trâu phết đấy. Đánh mãi không chết các bạn. Vẫn chưa chết. Ghê chưa. Vãi thật. Các bạn thấy nó sức tàn phá nó chưa. Tàn phá tan nát cả thế giới luôn. Trời ơi nhìn này. Nó bắn. Không phải đi qua chỗ khác chơi rồi. Nó bắn ghê quá. Cái con kia Godzilla rồi nhỉ. Vãi. Thấy sức mạnh của nó khổng lồ nó chưa. Nó bắn tan vỡ cái kia luôn. Ở đây để dính con này. Con này to quá.
Đại con mèo nó chiến luôn. Ấy. Hai con à? Ơ mình gọi có một con đâu ra hai con. Nó phân thân ra hay sao các bạn ơi? Tự nhiên lúc đó mình gọi có một con người đá, một con người sắt, một con Iron Girl, một con này ra. Giờ nó có hai con luôn. Vãi. Nó đánh nhau kinh khủng quá. Vãi. À đấy có kim tự tháp rồi. Để mình xem có những con gì nó hay ho không nào. Đây. Đây có con gì đây? Rất là nhiều. Ôi đây có gì đây? Để mình xem nào. Đây là con Ender Colossus với cả. Để mình xem thử Ender Colossus thì nó thế nào nhá. Toàn con quái vật kinh chứ các bạn. What? Mình để chế độ sáng tạo mình có bị đập chết các bạn ạ. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy nhiên là mình để chế độ sáng tạo mình có đập chết. Con này giống như kiểu là con Quy giờ các bạn ạ, Quy giờ màu xanh. Mà các bạn nhìn thấy cái thân rồi. Mình nghĩ mình phải lên trên cao mình mới xem được cái bộ mặt của nó. Ủa. Trời ơi. Trời ơi. Kinh khủng. Đây, nó đây, nó đây, nó đây. Thấy mặt rồi, ủ vãi. Trời ơi, chém chết nó không ta? Có cây kiếm. Vãi. Các bạn thấy là mình để cho nó bình yên rồi mình vẫn bị nó chém chết. Vãi. Thử gọi con này nào. Gì vậy? Đánh nhau kìa, đánh nhau kìa. Vãi. Nhện, nhện khổng lồ với con gì đấy. Vãi. Úi giời. Con người xưa này chém như một vị thần đấy. Ua. Ua. Nhện sao chạy luôn. Kinh khủng. Ủa. Ủa con Quýt giờ nó ra cái lắc máy luôn. Vãi. Vãi vãi. Trời ơi. Vãi. 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 Đánh nhau lắc cả máy luôn. Sợ quá. Ok, mình sẽ dừng tập này đây nhá. Nếu các bạn muốn mình xem mình làm tiếp cái mod này thì các bạn hãy để lại cho mình một like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Chứ bây giờ lắc quá rồi. Tập sau phải làm cái map khác thôi, cho kiểu đánh theo kiểu arena, có nghĩa là đánh theo kiểu đấu trường thôi, chứ đánh kiểu này thì không nổi rồi. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.